Giá gia cầm hôm nay ngày 11 tháng 7, giá gà trắng tăng thêm một giá, người nuôi vịt, gà ri lai có lãi, giá vịt thịt hôm nay, các trại khang hàng. So với giá thị trường ngày mùng 10 tháng 7, giá vịt hôm nay vẫn không có biến động nhiều nhưng hàng tại các trại khá khang hiếm. Bà Phạm Thị Tiến, thương lái ở Văn Giang, Hưng Yên cho biết, hiện nhu cầu tiêu dùng vịt tại các nhà hàng quán nướng vẫn khá nhiều nên các lái vẫn tăng mương nhưng các trại có ít hàng. Mỗi ngày chúng tôi có khách đặt vài nghìn con nhưng hôm cũng không có đủ hàng để cung cấp cho khách, bà Tiến nói. Theo bà Tiến, giá vịt hôm nay bán ra tại các trại giao động từ 45.000 đồng đến 47.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu lai có trại có vịt đẹp size trên 2,4 kg còn bán được khoảng 48.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt, vịt hơi bán tại trại ở Đồng Nai, Bình Dương khoảng trên 50.000 đồng mỗi kg. Các trại có vịt đẹp loại một bán tốt được 53.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xin bán từ 61.000 đồng đến 64.000 đồng mỗi kg. Giá vịt vịt trời bán tốt được 90.000 đồng mỗi con. Giá vịt để thải bán từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng mỗi con. Giá ngang thịt hôm nay có phần dích lên có trại bán được 62.000 đồng mỗi kg ngang mái, ngang trống bán khoảng gần 70.000 đồng mỗi kg. Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 50.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 50.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 38.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây dao động trong khoảng 39.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Bắc dao động trong khoảng 28.000 đồng mỗi kg gà thịt miền Trung dao động trong khoảng 33.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Đông dao động trong khoảng 33.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Tây dao động trong khoảng 33.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Super M miền Đông dao động trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt Trim Bao miền Đông dao động trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Giá gà hôm nay Người nuôi gà ri lai có lãi. Khảo sát giá da cầm hôm nay, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp lông trắng vẫn tăng giá đều. Hôm nay, các trại có gà đẹp size trên 3,4 kg con ở các vùng miền Bắc bán khoảng 32.000 đồng đến 33.000 đồng mỗi kg. Giá gà trắng bán tại các vùng phía Nam cao nhất cũng chỉ khoảng 24.000 đồng đến 26.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông màu bán tại các vùng Đông Nam Bộ vẫn giữ ở mức dưới 40.000 đồng mỗi kg giá gà nòi có trại ở Đồng Nai bán trên 70.000 đồng mỗi kg, giá gà ta Minh Dư bán khoảng trên 68.000 đồng mỗi kg. Ông Nguyễn Mộng Thuận, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia Cầm và Trang trại chăn Nuôi tỉnh Thái Bình cho biết, so với các tháng đầu năm, hiện giá gà ri lai bán tại các trại tại Thái Bình đã tăng lên đạt khoảng gần 70.000 đồng mỗi kg. Các trại có hàng tiêu thụ khá thuận lợi, với giá gà hiện tại người nuôi đã có thể hòa vốn và có lãi ích, ông Thuận chia sẻ. Theo ông Thuận, đến nay nguồn cung gà thịt vẫn khá dồi dào nên trong thời gian tới, giá gà vẫn khó tăng đột biến mà chỉ duy trì ở mức vừa phải khoảng trên dưới 70.000 đồng mỗi kg.